lời cho gia đình của họ nhà trai và cùng đỡ lời cho chàng rể Trung Kiên và nàng dâu Tuệ Mê. Trước tiên xin được chân thành cảm ơn sự hiện diện đến từ phía toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình, cũng như sự hiện diện của toàn thể các cô, các chú, các anh, các chị, cùng toàn thể các bạn trẻ nam thanh nữ tú chúng ta đã hiện diện tại trung tâm tiệc cưới tại Tư Gia Gia Đình của họ nhà trai chúng tôi trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay tại gia đình. Và không quên xin được gửi lời chân thành cảm ơn, một lời kính chúc sức khỏe tới toàn thể các quý vị đại biểu đại diện cho hai bên gia đình ngày hôm nay, một lời kính chúc sức khỏe an khang thịnh vượng, đắc tài đắc lộc đắc bình an. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và cảm ơn rất nhiều. Và kính thưa tới toàn thể các quý vị thân mến, và các cụ ta xưa thường có câu truyền thường trong cõi nhân gian, trai con rực vợ, gái ngoan tầm chồng, đó là quy luật của muôn đời và của tạo hóa đã ban tặng cho mỗi con người chúng ta. Ngày hôm nay đây tại Tư Gia Gia Đình của họ nhà trai chúng tôi, gia đình chúng tôi đang được hân hoan chào đón tới sự hiện diện của toàn thể các quý vị anh chị tân quý khách từ xa đã tới, từ gần đã về để cùng chung tay xây đắp, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho duyên đôi bạn và cũng như mừng hạnh phúc cho hai bên gia đình. Và đặc biệt hơn là ngày hôm nay hội tụ đầy đủ các yếu tố, đó là thiên thời, biện lợi, chân hòa, là đại phúc, đại cát, đại lời. Và không để toàn thể các quý vị chúng ta chờ lâu hơn nữa, sau đây cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được long trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn, chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho chàng rể Trung Kiên và nàng dâu Thùy Mị trước sự chứng kiến của toàn thể các quý vị. Xin phép được bắt đầu một chương trình. Quý vị thân mến, và trên bước đường công tác và làm việc thì cô dâu và chú rể hai bạn đã gặp nhau, yêu nhau và thương nhau, và về thưa chuyện với hai bên gia đình, chọn ngày lành tháng tốt để cùng xây dựng chúc phúc trăm năm cho duyên đôi bạn. Ngày hôm nay tại Tư Gia Gia Đình của họ nhà trai chúng tôi không những được tiếp đón đoàn đại biểu đại diện cho gia đình của họ nhà trai, mà cũng đã được tiếp đón tới sự hiện diện đến từ phía đoàn đại biểu tân quan khách đến từ phía gia đình của họ nhà gái. Và kính thưa tới toàn thể các quý vị thân mến, và đúng là xin con xa thì là phần nữ nhi, và ngày hôm nay đến tuổi con đi lấy chồng là điều cha mẹ hằng mong, mừng thì mừng thật nhưng trong lòng vẫn lo. Và để mở đầu trong chương trình đại lễ thành hôn đang được diễn ra tại trung tâm tiệc cưới tại gia đình chúng tôi, sau này xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị chúng ta sẽ cùng được gặp gỡ và làm quen, cũng như được lắng nghe những lời phát biểu ân cần ý nghĩa đến từ phía ông chủ đặc đại diện cho quan viên gia tộc gia đình cỏ họ nhà gái. Ngày hôm nay bác đã cùng trở về gia đình cỏ họ nhà trai chúng tôi để cùng chung vui chúc mừng hạnh phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể, và đặc biệt hơn là có những lời vàng ý ngọc để cùng gửi tới toàn thể các quý vị cũng như căn dặn cô dâu và chú rể trong chương trình đại lễ thành hôn tại gia đình chúng tôi. Nhưng xin được trân trọng và kính mời những lời phát biểu đến từ phía ông chủ đàn đại diện gia đình nhà gái ngày hôm nay. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, hay họ, nội ngoại, bạn bè thân thiết xa gần của hai cháu Kiên, Mị. Tình yêu của hai cháu là tự nguyện. Trong quá trình tìm hiểu, được sự giúp đỡ của đôi bên gia đình, hai cháu đã mang tình yêu thương xây dựng hạnh phúc. Và hôm nay là ngày lành tháng đẹp, được sự đồng ý của hai bên gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, hai gia đình hôm nay tiến hành tổ chức lễ kết hôn cho hai cháu. Thay mặt cho phái đoàn họ thừa gái, lời đầu tiên xin phép được trân trọng cảm ơn sự tiếp đón nồng nhiệt, trân trọng của họ nhà trai đối với họ nhà gái, và cũng gửi lời kính sức khỏe tới toàn thể các cụ, các ông, các bà, các bác, cô chú gì, anh chị em, cùng toàn thể các bạn thân thiết của hai cháu lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Thay mặt cho đoàn họ nhà gái xin trân trọng giới thiệu về phía đoàn nhà gái chúng tôi hôm nay, do đường xá xa xôi cũng đại diện cho gia đình bố mẹ, các bác, các chú, các em về dự. Trong buổi lễ long trọng này xin gửi tới cô dâu cho chú rể, xin gửi tới con dâu
cháu dâu cho đại gia đình bên nội họ hàng họ tộc ta, nhà ta bên Phú Tư Thái Bình. Ở trong buổi lễ vu quy long trọng đất này, không biết nói gì hơn hết, chỉ biết là mong cái tình yêu hạnh phúc của hai cháu trăm năm, rất mong được sự chỉ bảo giúp đỡ yêu thương của hai gia đình, các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em trong dòng tộc, và để cháu Mỹ làm tròn cái bổn phận vị trí của người vợ, người mẹ, người con dâu, người cháu dâu của đại gia đình. Cuối cùng xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh chị em và toàn thể bạn bè xa gần lời cảm ơn trân trọng nhất đã bớt chút thời gian về dự lễ thành hôn của hai cháu. Chúc hạnh phúc trăm năm của hai cháu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được chân thành cảm ơn những lời phát biểu ân cần sâu sắc đến từ phía ông chủ đàn đại diện cho gia đình nhà gái rất nhiều. Và cho phép ban tổ chức chúng tôi xin được thay lời cho gia đình cỏ họ nhà trai và cùng đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin được chúc ông và đoàn đại biểu đại diện cho gia đình cỏ họ nhà gái luôn luôn có một sức khỏe dồi dào và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn rất nhiều. Vâng, kính thưa thế thể các quý vị thân mến, và với công cuộc đắp nấm trồng cây chung, thương cho con thì lo tròn mọi việc, nhà gái thì đã có lời rồi, nhà trai cũng có đôi lời để cảm ơn. Và giờ này xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị chúng ta cùng hướng mắt đến khu vực sân khấu tại gia đình để cùng chào đón cũng như lắng nghe những ý kiến phát biểu rất là ân cần ý nghĩa đến từ phía ông trưởng đoàn đại diện cho gia đình nhà trai chúng tôi ngày hôm nay ạ. Kính thưa các bên nhà họ nhà trai và nhà gái trong buổi hôn lễ này, tất cả các cô các bà đã đến dự buổi lễ thành hôn của cháu tôi. Thế tôi là ông chú của cháu. Hay xin có cái lời cảm ơn của họ nhà gái và cảm ơn các ông bà đã đến dự lễ thành hôn của cháu. Hôm nay tôi cũng không biết nói gì và xin cảm ơn tất cả mọi người ai đã đến để chúc hạnh phúc cho các cháu. Thì tôi chỉ có một cái là ông chú, thì tôi chỉ có khuyên một các cháu là cháu Kiên, là cháu tôi bị là về làm sao để cho sâu hiền dễ thảo, là chúc các cháu hạnh phúc và đại diện cho gia đình là xin trao cho các cháu quà và hai cháu. Xin cảm ơn. Suốt đời ơi.
thân mến, và ngày hôm nay trước sự chứng kiến đến từ phía toàn thể các quý vị, thì hai bác đại diện cho 20 gia đình đã cùng một trở lên sân khấu có những lời phát biểu rất là ý nghĩa để cùng gửi đến toàn thể các quý vị. Và giờ này hai bác đã cùng hiện diện tại trung tâm tiệc cưới tại gia đình để cùng nâng lên ly rượu hồng, ly rượu ngày cưới của hai con hai cháu. Và giờ này xin được trân trọng và kính mời cái cụm ly đầu tiên đến từ phía hai bác đại diện cho hai bên gia đình ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn thật dài của toàn thể các quý vị để chúng ta cùng chúc mừng. Vâng, kính thưa tới toàn thể các quý vị thân mến, và giờ này những người làm chương trình chúng tôi xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta đã đang dùng bữa tại trung tâm tiệc cưới tại gia đình chúng tôi, chúng ta sẽ cùng rót đầy những ly rượu, ly bia của mình được không ạ? Vâng, để chúng ta cùng đồng hành với hai bác đại diện cho hai bên gia đình, cũng như cùng đồng hành với cô dâu và chú rể trong ngày vui, ngày hạnh phúc được không ạ? Vâng, xin được trân trọng và kính mời toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng nâng lên những ly bia, ly rượu của mình nhé. Vâng, kính thưa tới toàn thể các quý vị thân mến, là ngày hôm nay gia đình chúng tôi đang được chào đón cũng như tiếp đón toàn thể các quý vị tân quý khách đến từ phía hai bên gia đình. Chúng ta đã cùng trở về đây trong ngày vui, ngày hạnh phúc để chúc phúc trăm năm cho cô dâu và chú rể. Và sau đây xin được trân trọng và kính mời cô dâu và chú rể hai bạn sẽ cùng góp tay vào nhau, và cùng những người làm chương trình chúng tôi cũng như toàn thể các quý vị, chúng ta sẽ cùng đồng hành trong chương trình đặc biệt ngày hôm nay. Quý vị ơi, chúng ta đã sẵn sàng chưa? Các tổ chức chúng tôi đã sẵn sàng, hai ông đại diện cũng đã sẵn sàng, và cô dâu chú rể cũng đã sẵn sàng. 3, 2, 1.